Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Sôi nổi các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 58 tại tỉnh Lâm Đồng. Một thế hệ quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Hồng Kông tận dụng tre trong đời sống hàng ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Về phía địa phương có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Đà Lạt cùng tham dự. Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của Lâm Đồng tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng trên 8,59%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước 6,8%. Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản tăng bình quân 5,2%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được củng cố và đổi mới. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hoạt động của các hợp tác xã phát triển, nền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 55.000 hecta, chiếm gần 20% diện tích canh tác. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay toàn tỉnh có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75% tổng số xã, tăng 12 xã so với năm 2017. Riêng huyện Đơn Dương đã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Đức Trọng đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch tăng trưởng cả về chất và lượng. Trong năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đón 6,5 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng du lịch, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế 485.000 lượt, khách nội địa khoảng 6 triệu lượt. Hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Các dự án đầu tư trọng điểm tiếp tục được triển khai, đảm bảo tiến độ và kế hoạch thực hiện. Công tác thu ngân sách nhà nước dự kiến đến hết tháng 12 năm 2018 ước đạt 7.100 tỷ đồng, bằng 105% dự toán địa phương, tăng 110% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2,91%. Trong đó, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn 9,56%. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, các vấn đề văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Về giải pháp, trong năm 2019, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10. Tập trung nguồn lực thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 12 chương trình dự án trọng điểm, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Lâm Đồng cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá thương hiệu Đà Lạt Kết Tinh từ đất lành và thương hiệu các nông sản chủ lực địa phương, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng vùng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đã kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt, xem xét cho thành phố Đà Lạt thực hiện thí điểm xây dựng đô thị thông minh theo quyết định của Chính phủ, hỗ trợ đầu tư xây dựng trường chuyên Lâm Đồng và một số vấn đề liên quan đến phụ cấp ưu đãi theo nghề của ngành y tế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã trình bày một số giải pháp trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt trên các lĩnh vực du lịch, thu hút đầu tư trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt khẳng định những kết quả về kinh tế xã hội trong năm 2018 thể hiện rõ sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề để trong năm 2019, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đề ra các phương hướng nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Về một số kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị là liên quan tới công trình trọng điểm mà chúng tôi suy nghĩ rằng là
cần có cái tác động tiếp tục, đó chính là cái đường cao tốc của Dầu Giây. Và hiện nay thì cũng đã làm được một đoạn từ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Dầu Giây rồi. Thì bây giờ còn hai đoạn là từ Dầu Giây cho đến hết Đồng Nai, là từ Đồng Nai về tới Đà Lạt, tới Liên Khương. Thì cái, nó có cái lộ trình thì chúng tôi thì cũng đeo bám đối với Bộ Giao thông Vận tải để sớm mà có cái chủ trương để sớm được cái đầu tư cái đường này là tốt. Cái thứ hai nữa là về sân bay. Sân bay thì không trong quy hoạch là sân bay quốc tế, nhưng bản thân nó và xu hướng thì nó đang sẽ trở thành sân bay quốc tế, là bởi vì tăng trưởng của nó rất là tốt. Hiện nay là nó đã lên 1,7 triệu khách, và như vậy tăng trưởng dẫn đầu trong các cái sân bay trong cả nước là nó tăng lên khoảng cỡ gần 25% như cái năm 2008 này. Thì đó cũng là một cái cơ sở mà để cái thành cái nâng lên thành cái sân bay quốc tế, thì nó sẽ thu hút thêm du khách, rồi nó cũng mở rộng các cái quan hệ của địa phương. Thì kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong bối cảnh khó khăn như hiện nay thì các địa phương tự chủ về nguồn lực là một điều hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ chính quyền tỉnh Lâm Đồng cần tìm lối đi riêng cho mình, đề cao tính tự chủ để giải quyết các vấn đề hạn chế, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục cần đổi mới, phát huy tính sáng tạo trong dạy và học, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, chú trọng giáo dục ý thức lao động cho học sinh, khắc phục tình trạng thiếu dân chủ trong trường lớp, kiên quyết xử lý các sai phạm trong ngành giáo dục. Đối với lĩnh vực y tế, tỉnh cần quan tâm cải cách quản lý, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác khám chữa bệnh, tăng cường quản lý hoạt động lưu trữ, phân phối thuốc chữa bệnh. Về đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh. Bây giờ công chí nói làm đô thị thông minh, thì cái quyết định của Thủ tướng ấy, chúng tôi cũng tham gia xây dựng cái đấy. Thì trong quyết định Thủ tướng có hai cái lưu ý thế này. Cái nhất là trong quyết định ấy thì nói là có tối thiểu 3 đô thị. Đấy, có nghĩa là cũng không có hạn chế bao nhiêu cả. Thì cái đề nghị của tỉnh thì sau này mình về thì mình nghiên cứu, mình cập nhật mình báo cáo Thủ tướng. Thứ hai cái lưu ý là trong nó có 9 nhóm giải pháp, nó mênh mông lắm. Như các ông chí đọc, các ông chí sẽ tìm thấy ở đấy có căn bản nhất cuối cùng hôm nay tôi nói các ông chí về thông minh hay không là căn bản nhất. Đấy là trong cái quyết định ấy thì là dùng một cái thuật ngữ là hạ tầng dữ liệu không gian đô thị. Nói đau to bua lớn hết, nhưng mà không có cái đấy thì không làm được gì cả. Chính phủ đang chỉ đạo làm cái đề án, mà cái đề án thì nó rất là rộng, nhưng mà trong đó nó sẽ là một công cụ thiết thực để thực sự các đồng chí nào mà muốn làm cái gọi là thông minh, đô thị thông minh hay nông thôn thông minh là từ cái đấy. Tức là một cái đề án mà làm sao để tất cả các dữ liệu từ cơ quan nhà nước, từ doanh nghiệp, từ nhân dân đều được gom lại, hệ thống hóa nó thành một cái kho tàng dữ liệu chung để phục vụ. Và đi đầu tiên là tất cả trên công nghệ, nó là đây là nền tảng dữ liệu là trên công nghệ. Đầu tiên là bản đồ. Thì tới đây mùng 1 tháng 1 thì luật bản đồ mới cái hiệu lực, thì tất cả cái chỗ địa hình trước đây là thuộc bí mật quốc gia thì bây giờ là không còn nữa, là được công khai. Mình sẽ có một bản đồ nền. Trên bản đồ nền đó thì mình trồng lên, cứ từng lớp một trồng lên. Một trong thứ thiết thực nhất với dân đấy là liên quan đến địa chỉ. Nhà nào, ở đâu, đường, xá thế nào. Địa chỉ xong mới trồng lên nông nghiệp thì trồng cái gì, ở thửa nào, như thế nào. Rồi thì tức là tất cả mọi dữ liệu sẽ được trồng lên. Ở dưới ngầm thì sau này ngành xây dựng sẽ tích hợp vào là cái sơ đồ đi nước ngầm thế nào, trên cột điện thì như thế nào. Tức là tất cả mình trồng dần lên. Chỉ có cái đấy thì ông mới làm quản lý đô thị thông minh được. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, đối với lĩnh vực du lịch, cần phải xây dựng đội ngũ những người làm du lịch, hướng dẫn viên một cách chuyên nghiệp, thực hiện thanh toán bằng thẻ điện tử gắn với du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để làm du lịch, từng bước phát huy tiềm lực lợi thế sẵn có của địa phương để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngoài ra, đối với một số kiến nghị của các bộ ngành và địa phương, Phó Thủ tướng sẽ có ý kiến tại các buổi làm việc của Chính phủ trong thời gian tới. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 tại thành phố Đà Lạt. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đà, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn đã đi tham quan phòng trưng bày, lưu trữ tài liệu, tư liệu, khẳng định chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, thăm kho lưu trữ các tài liệu về mộc bản, châu bản Trường Nguyễn đang được lưu giữ, bảo tồn tại đây,
Phó Thủ tướng đánh giá cao phương pháp, cách thức tổ chức bảo quản và phát huy giá trị lịch sử của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, đồng thời cho rằng công tác bảo tồn, quản lý của các ngành liên quan và đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm tại đây rất quan trọng. Vì vậy, đề nghị đơn vị khai thác tốt khối tài liệu quý giá để làm nguồn tư liệu cho công tác nghiên cứu lịch sử, phát triển kinh tế xã hội đất nước, duy trì và phát huy niềm tự hào dân tộc, cũng như trong công tác bảo vệ chủ quyền đất nước. Nghiên cứu phương pháp phù hợp và an toàn để bảo quản, tạo ra phiên bản để lưu trữ, làm tốt hơn công tác trưng bày quảng bá, đặc biệt thu hút rộng rãi cho du khách và nhân dân tham quan để hiểu hơn về giá trị lịch sử của dân tộc. Sáng nay 20 tháng 12 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018. Về phía Trung ương, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, công chức phòng kiểm soát thủ tục hành chính, đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công. Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Hành chính của Chính phủ, đã ghi nhận nỗ lực và cố gắng của các cán bộ làm công tác hành chính và nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng trong năm 2019 gồm quán triệt triển khai các thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Các bộ và địa phương cần xem xét tổ chức xây dựng mô hình cải cách hành chính hợp lý hiệu quả, xây dựng và vận hành cổng dịch vụ công và cổng thông tin điện tử tỉnh tập trung các dịch vụ mà người dân, tổ chức cần nhất, tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp. Trong một buổi, 7.000 cán bộ các bộ ngành địa phương sẽ được tập huấn về những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn rà soát đánh giá thủ tục hành chính và quy định xây dựng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Thông qua buổi tập huấn trực tuyến này nhằm triển khai kịp thời, đồng nhất và hiệu quả các nội dung trong Nghị định 61 với cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Sôi nổi các hoạt động trong liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tối hôm qua 19 tháng 12 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong những sự kiện thường niên do Đài truyền hình Việt Nam chủ trì. Liên hoan năm nay, Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và gần 1.000 đại biểu đến từ 114 đơn vị tham gia liên hoan đã đến dự. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã tham dự. Mở đầu lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 là tiết mục nghệ thuật múa đương đại với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ màn hình LED hết sức ấn tượng, đặc sắc, đã khắc họa được bức tranh muôn màu sắc về các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, về con người và mảnh đất của thành phố Đà Lạt hiền hòa, thơ mộng, thanh lịch, thân thiện và mến khách. Phát biểu chào mừng Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng vinh dự là địa phương được Đài truyền hình Việt Nam chọn đăng cai Liên hoan truyền hình toàn quốc. Đây là dịp để những người làm báo, làm truyền hình và người dân cả nước hiểu thêm về truyền thống văn hóa con người và mảnh đất Đà Lạt, Tây Nguyên. Trong những ngày qua, người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
luôn háo hức chờ đón lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt và cũng là sự kiện mở đầu của tuần lễ cao điểm chào mừng thành phố Đà Lạt tròn 125 năm hình thành và phát triển. Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ chính thức công bố triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, bắt đầu cho một giai đoạn mới của địa phương trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân và du khách thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng của cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững. Trong tiến trình đó, với lợi thế riêng của báo chí truyền hình, với dòng chảy phát triển của truyền hình Việt Nam, một đầu tàu có uy tín trong khu vực và thế giới, chúng tôi luôn mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đài truyền hình Việt Nam, của các đài phát thanh và truyền hình của các ngành và địa phương trong cả nước, giúp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quảng bá, giới thiệu những đặc trưng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của thành phố Festival Hoa của Việt Nam đến các nhà đầu tư, đến du khách trong nước, quốc tế và bạn bè gần xa. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của nền báo chí nói chung, đặc biệt là truyền hình nói riêng, đã góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trước sự bùng nổ của thông tin mạng, đặc biệt của mạng xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, đòi hỏi ngày càng cao, ngày càng đa dạng. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thông tin hiện nay không chỉ phải là nhanh, phải chính xác, và hơn cả là phải có định hướng. Trước cái sự phát triển bùng nổ của thông tin mạng, đặc biệt là của mạng xã hội, trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, trước cái yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, ngày càng đa dạng của nhân dân, thông tin, trong khi đó thông tin trên Internet, đặc biệt là trên mạng xã hội, thì tăng hàng ngày, hàng giờ theo cấp số nhân và rất đa chiều. Nhưng công nghệ, nhưng Internet, nhưng mạng xã hội không chỉ là thách thức, mà đó còn là cơ hội. Tất cả những điều đó, tôi tin chắc rằng sẽ được tất cả các nhà báo, các anh, các chị, các bạn, những người làm truyền hình tại Liên Hoan lần này sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ để nhìn thách thức với một góc nhìn lạc quan và để biến thách thức đó thành cơ hội. Mạng Internet, mạng xã hội hay trí khôn nhân tạo hay máy móc càng phát triển thì yếu tố con người càng quan trọng. Không chỉ là bản lĩnh, không chỉ là trình độ chuyên môn, mà quan trọng hơn là cả tấm lòng. Đánh hồi trống và phát biểu khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan truyền hình toàn quốc đã cảm ơn tỉnh Lâm Đồng đã đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng của những người làm truyền hình trên cả nước, đồng thời khẳng định Liên hoan truyền hình không chỉ là nơi các đài tranh tài bằng các tác phẩm dự thi, mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp và trao đổi những thách thức và hướng đi sắp tới của người làm truyền hình. Liên hoan truyền hình không chỉ là nơi các đài tranh tài bằng những các tác phẩm dự thi, mà còn là nơi chúng ta gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp và nói về những thách thức và hướng đi sắp tới của người làm truyền hình. Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi tư duy cách làm truyền hình, cách tổ chức sản xuất, điều hành và quản trị một đài hay một kênh truyền hình. Để làm được điều đó, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo và thấu hiểu của cấp ủy và chính quyền. Thưa quý vị và các bạn, nhưng trước hết, đã là Liên hoan truyền hình thì phải là nơi tụ hội và tôn vinh những sản phẩm truyền hình xuất sắc nhất mà chúng ta đã làm trong một năm qua. Chính thức diễn ra trong 4 ngày từ ngày 19 đến 22 tháng 12, Liên hoan lần này thu hút 114 đơn vị từ các tỉnh thành trong cả nước với gần 500 tác phẩm tham dự thi thuộc 9 thể loại. Trong đó, thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với 153 tác phẩm. Điểm mới của Liên hoan năm nay
Lần đầu tiên, những phim truyện truyền hình có thể loại phim tài liệu dài tập tham gia dự thi. Song song đó, tại liên hoan lần này còn diễn ra các sự kiện như hai hội thao chuyên đề về mạng xã hội và truyền hình, giải pháp sử dụng thiết bị cơ động, nhỏ gọn cho sản xuất chương trình, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Triển lãm ảnh của các tác giả là những người làm truyền hình. Liên hoan lần này thì tổ chức tại Lâm Đồng thì mọi người cũng rất là háo hức vì có dịp những người làm truyền hình để gặp nhau tại Đà Lạt và lễ khai mạc rất là hoành tráng. Những người làm báo nói báo hình chúng tôi thì rất là hồi hộp khi để mà được có tác phẩm dự thi liên hoan truyền hình toàn quốc. Quá trình chơi này thì tôi nghĩ rằng là cái điều mà chúng tôi gặp gỡ ở đây nhất là giao lưu, và sau đó thì cũng là chia sẻ một chút về cái kiến thức mà chúng tôi đã học trên cái nhà trường cũng như là cái kiến thức mà chúng tôi thực tế trải nghiệm qua thời gian làm báo. Lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 ấn tượng rực rỡ và mang đậm bản sắc về truyền thống văn hóa con người mảnh đất Đà Lạt Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, thực sự đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho các đại biểu tham dự và người dân cả nước, mở ra những ngày sôi động của liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Sáng nay, tại khách sạn Đà Lạt Palace đã diễn ra triển lãm ảnh những người làm truyền hình. Ông Phạm Mét, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38, cùng các phóng viên, nhà báo đến từ những đơn vị làm truyền hình trên cả nước. Triển lãm ảnh những người làm truyền hình là một trong những hoạt động bên lề của Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38. Từ các tác phẩm gửi dự thi, ban tổ chức đã chấm và lựa chọn ra hơn 100 tác phẩm trưng bày tại triển lãm ngoài trời tại khách sạn Đà Lạt Palace. Trong đó có 10 tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải. Các tác phẩm tham dự do đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật, các đài phát thanh truyền hình trong cả nước thực hiện, phản ánh một cách chân thực, rõ nét những hoạt động chuyên môn của ngành truyền hình, đồng thời qua đó khắc họa một cách sinh động vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam qua góc nhìn của những người làm truyền hình. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh những người làm truyền hình, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 nhấn mạnh, các tác phẩm triển lãm của những người làm báo lần này đã có sự đầu tư công phu, phản ánh đa chiều công việc, hậu trường, mang đến cho công chúng những cái nhìn bao quát hơn của những người làm truyền hình. Có lẽ một trong những cái sự khẳng định của xã hội đó là những cái đóng góp thầm lặng của những người làm công tác truyền hình. Thì như chúng ta thấy đó, những người làm truyền hình thì hoạt động rất rộng trên khắp các lĩnh vực. Nhưng mà những cái hình ảnh của những người làm truyền hình lại ít khi được ghi lại để giới thiệu với khán giả. Thì cái cuộc thi triển lãm ảnh những người làm truyền hình cũng là nằm trong cái mục đích đó, bởi vì giúp cho những người tác nghiệp trên lĩnh vực truyền hình nhớ lại và ghi lại những cái khoảnh khắc của tác nghiệp của mình để mà giới thiệu với toàn thể những người xem biết được là những cái nỗi gian nan, vất vả và ý nghĩa cái sự đóng góp của mình đối với xã hội. Cho nên là hàng năm thì ban tổ chức liên hoan truyền hình có dành một cái nội dung là triển lãm ảnh những người làm truyền hình. Các tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm lần này cũng đã được các chuyên gia nhiếp ảnh đánh giá cao về nội dung cũng như chất lượng nghệ thuật. Cái ảnh năm nay nói chung là cái chất lượng cũng khá ổn. Và nói về sự đa dạng thì thật sự gần như cái chính vẫn là tập trung vào các cái hoạt động tác nghiệp của phóng viên truyền hình. Chủ yếu là phóng viên quay phim và các cái phần ghi hình. Tuy nhiên nó cũng có một cái điều thú vị, đó là khai thác trên khắp mọi vùng miền và ở mọi thời tiết, mọi địa hình khác nhau. Và đặc biệt là tôi cũng khá ấn tượng với những bức ảnh chụp vào những cái lúc mà thời tiết mưa bão, điều kiện bất lợi. Cũng như là các cái sự sáng tạo của ekip phóng viên trong cái quá trình tác nghiệp. Triển lãm ảnh những người làm truyền hình là một sân chơi bổ ích để các phóng viên, biên tập viên, làm báo hình có điều kiện học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghề. Ngay sau khi mà tôi đi xem các ảnh
Mặc dù thì mình là làm truyền hình, là chủ yếu là cái hình động, nhưng mà hình tĩnh thì nó khác. Nhưng mà hôm nay tôi thấy đi thấy các anh em mình có tay nghề cao hơn so với mấy lần trước. Mấy lần trước khi là mình chưa sử dụng công nghệ số thì tất cả các ảnh chưa có gọi là đặc nét lắm. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 20 tháng 12 năm 2018. 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi năm nay sẽ được ban tổ chức trao giải tại lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 vào tối ngày 22 tháng 12, 2018. Nằm trong khuôn khổ Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, sáng nay, 20 tháng 12, tại thành phố Đà Lạt, Ban tổ chức Liên hoan và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế mạng xã hội và truyền hình với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các nhà báo, các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông của cả nước. Báo cáo tại hội thảo cho thấy, trên thế giới có hơn 4 tỷ người sử dụng Internet, với trên 5 tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày. Riêng Google xử lý hơn 40.000 tìm kiếm mỗi giây, chiếm 77% thị trường tìm kiếm toàn cầu, hơn một nửa số lượt tìm kiếm từ điện thoại di động, và có một lượng cực lớn thông tin sẵn sàng cho khai thác. Mỗi lần dùng các bộ máy tìm kiếm trên Internet, người dùng lại tạo ra dữ liệu. Bên cạnh đó, cùng với trào lưu IoT, các kết nối giữa các thiết bị cũng liên tục sinh ra thông tin và dữ liệu. Có hơn 527.000 bức ảnh chia sẻ trên Snapchat với hơn 4 triệu video YouTube được xem mỗi phút. 2 tỷ người hoạt động trên mạng xã hội đã khiến trải nghiệm người dùng thay đổi. Truyền thông cá nhân và mô hình truyền thông xã hội trở thành một xu thế quan trọng. Chuỗi giá trị ngành truyền hình thay đổi. Vai trò của truyền hình trong hệ sinh thái truyền thông thay đổi. Dịch vụ truyền hình thay đổi với sự hội tụ dịch vụ giữa truyền hình, viễn thông, Internet và mạng xã hội. Mà trong cái báo chí hiện đại, nói chung ấy, theo tư duy của tôi ấy, thì nó ngày càng tiệm cận với nhau. Mạng xã hội nó cũng bao hàm cả là truyền hình. Bây giờ chúng ta xem mạng xã hội, xem Internet thì rất nhiều các cái clip, đấy, các cái thước phim ngắn người ta có thể đưa hết lên trên mạng xã hội rồi. Và hai cái khái niệm giữa truyền hình và mạng xã hội ngày càng tiệm cận với nhau. Và truyền hình nằm trong mạng xã hội có truyền hình. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng phân tích về sự thay đổi nhận thức về môi trường và bối cảnh truyền thông, sự tham gia bình đẳng của nhiều bên vào quá trình truyền thông, môi trường truyền thông đa chiều và đa hình thái. Khán giả không chỉ là khách hàng mà trở thành một khâu quan trọng trong quá trình truyền thông. Vai trò và vị trí của nhà đài cần thay đổi, dẫn dắt hơn là kể chuyện. Tuy nhiên, với thông tin đa dạng trên mạng xã hội, đòi hỏi người xử lý thông tin là các nhà làm truyền hình và các người tiếp cận thông tin là công chúng, cần có sự chọn lọc và bản lĩnh chính trị của mình. Một khi mà một cái luồng gió mới thổi vào ấy thì nó có cả tốt và cả xấu. Cái đấy thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn thực tế là như thế. Đấy, cho nên là ở đây thì cái việc mà chúng ta tiếp nhận như thế nào, chúng ta sử dụng nó như thế nào, thì đấy là bắt đầu hoàn toàn là cái cá nhân của mỗi người, cái khả năng của mỗi người cũng như là cái bản lĩnh của mỗi người. Đấy thì ở đây chúng tôi cũng chia sẻ như vậy, nhưng cũng rất mong muốn rằng là chúng ta phải không ngừng trau dồi cái bản lĩnh chính trị cũng như là phải trau dồi cái bản lĩnh chuyên môn của chúng ta, để khi chúng ta có những cái nguồn tất cả các nguồn thông tin mà 360 độ thông tin của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái nào để chúng ta hướng tới một cái xã hội tốt đẹp hơn. Tại hội thảo lần này cũng đã đem đến các ví dụ về việc triển khai các công cụ mạng xã hội tại VTV như thông qua iTravel, khán giả có thể book tour hoặc đặt chỗ ngay trên màn hình TV hoặc qua mobile phone, đang kết nối đồng bộ với chương trình. Khán giả có thể tự thiết kế một tour riêng cho mình với nhiều tùy chọn về phương tiện đi lại, thời gian, điểm đến, nơi ở, v.v. và tham gia bình chọn, tham khảo ý kiến bạn bè, chia sẻ thông tin nhờ các công cụ mạng xã hội tích hợp trên truyền hình. Tiết kiệm chi phí, linh động trong di chuyển và đem lại hiệu quả trong sản xuất chương trình là những nội dung chính tại hội thảo giải pháp sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, được diễn ra vào chiều nay 20 tháng 12 tại khách sạn Đà Lạt Palace. Hội thảo thu hút trên 300 cán bộ kỹ thuật Đài Truyền hình Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình các địa phương trên toàn quốc đã tham dự.
Tại hội thảo, các chuyên gia của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đơn vị đã giới thiệu và trình diễn một số công nghệ thiết bị lưu động nhỏ gọn dùng để sản xuất các chương trình, bao gồm các giải pháp sử dụng thiết bị nhỏ gọn để sản xuất chương trình, giải pháp sản xuất chương trình cơ động, giải pháp công nghệ kết nối không dây. Đây là những giải pháp hữu hiệu và tiện ích và tân tiến nhất hiện nay dùng để sản xuất các chương trình truyền hình một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp các đài truyền hình tiết kiệm chi phí sản xuất các chương trình mà còn có thể dễ dàng di chuyển và thực hiện một cách linh hoạt. Với xu hướng hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, internet, công nghệ thông tin và truyền hình thì là bên cạnh các thiết bị truyền hình truyền thống xử lý tín hiệu dựa trên cái nền tảng phần cứng thì đã xuất hiện các cái thiết bị truyền hình nhỏ gọn ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ và xử lý tín hiệu dựa trên nền tảng phần mềm. Và các thiết bị này là có tính ưu điểm là nhỏ gọn, cơ động và đáp ứng được cái việc sản xuất các nội dung, đặc biệt là các nội dung số cho xem trên các nền tảng internet. Thì các thiết bị này thì là có thể được kết hợp với các thiết bị truyền thống để tăng hiệu quả cho sản xuất chương trình. Thông qua cái hội thảo này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các đồng nghiệp đến từ các đài truyền hình trong cả nước về kinh nghiệm sử dụng các thiết bị nhỏ gọn cho sản xuất các chương trình, đặc biệt là các chương trình cho phân phối trên các nền tảng internet, hay là kết hợp các thiết bị này với các thiết bị truyền thống để tăng cường nâng cao hiệu quả sản xuất chương trình. Hình ảnh là một cái phần rất là quan trọng trong một cái tác phẩm truyền hình. Do vậy mà trong cái cuộc cách mạng mà công nghệ và thiết bị phát triển như bây giờ ấy, không ngừng phát triển như bây giờ thì chất lượng phát triển lên 4K và cũng như các thiết bị ghi hình nó rất là nhỏ gọn và cơ động và có điều kiện giúp cho người phóng viên quay phim được chủ động và tăng tính sáng tạo đối với những cái góc máy lạ. Thì ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 này, lần đầu tiên diễn ra tại Đà Lạt thì tôi thấy là một cái ngày hội của những cái người làm truyền hình toàn quốc, và những cái cuộc hội thảo như này thì đem lại cho những người làm truyền hình được hiểu nhau hơn, và quan trọng nhất là mỗi một người làm truyền hình trong mỗi một đài, chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đang nằm ở đâu và chúng ta đang cần thiếu cái gì và chúng ta cần bổ sung cái gì để cho cái truyền hình trong tương lai. Là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, hội thảo giải pháp sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn trong sản xuất chương trình không chỉ là dịp để những người làm truyền hình, cán bộ kỹ thuật tại các đài truyền hình trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện sản xuất các chương trình truyền hình, từ đó giúp tiết kiệm, giảm chi phí, giá thành sản xuất chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình truyền hình hiện nay. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Phần tin trong nước và quốc tế. Một thế hệ cảm tử quân đã quyết tử để tổ quốc hy sinh, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tận dụng tre, vật liệu thân thiện với môi trường, chế tác trang phục và các vật dụng hàng ngày để bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án để bộ này xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ khẩn trương đề xuất phương án cụ thể gồm đối tượng chịu phí, mức thu phí, cách thức tính phí, cơ chế thu nộp phí, quản lý và sử dụng phí, v.v. Bộ Tài chính cho biết, cơ sở để đưa ra vấn đề này là Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Trong đó có nội dung Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định về phí bảo hiểm môi trường đối với khí thải. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Trong đó có nội dung kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường, ban hành kèm theo luật phí và lệ phí, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, 72 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2016. Nhưng âm hưởng hào hùng của lời kêu gọi bất hủ ấy vẫn mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam. Đáp lại lời hịch của non sông, quân dân Hà Nội đã nổ súng mở đầu toàn quốc kháng chiến với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Quân và dân thủ đô đã giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm.
đập tan âm mưu đánh úp của thực dân Pháp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm sự của một thế hệ quyết tử để tổ quốc quyết sinh năm xưa. Khu phố cổ hôm nay vẫn tấp nập như thường ngày. Từng bước chân chậm rãi, hai người lính trong trung đoàn thủ đô năm xưa cùng ôn lại kỷ niệm những ngày mùa đông năm 1946, đáp lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Canh và ông Đệ khi ấy là những thiếu niên mới 13-14 tuổi, đã trở thành những liên lạc viên, hàng ngày len lỏi đủ mọi ngóc ngách trong phố cổ để làm nhiệm vụ. Tất cả người dân Hà Nội không hề sợ, không sợ chết và dứt khoát không chịu làm nô lệ, không thể sống mất nước được. Cho nên người dân Hà Nội tất cả bùng lên đánh giặc, giết giặc, chính là cái lòng dân. 60 ngày đêm khói lửa của quân dân thủ đô là một cuộc chiến không cân sức. Trong khi bộ đội ta chỉ có vũ khí thô sơ và ít ỏi, đã phải chống chọi lại đội quân thiện chiến của Pháp vừa đông hơn 2,6 lần quân số, vừa có vũ khí hiện đại tối tân. Mỗi căn nhà là một pháo đài, mỗi góc phố là một chiến lũy với khẩu hiệu sống chết với thủ đô. Đồng bào và chiến sĩ Liên Khu 1 chấp nhận mọi hiểm nguy, thiếu thốn, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo và hiệu quả. Quân tôi dẫn bộ đội bò ra đường, đêm bò ra đường, giải cái bông nhựa đường đó khắp cái phố cho chiếc cửa hàng đào để xe tăng địch không đi được. Khi mà nó có cái bông tầng nhựa đường đó để dính vào xích xe tăng, không tiến được, không đuôi được, thì lúc đó quân ta tấn công. Vườn hoa Hàng Đậu, nơi đặt tượng đài về những người chiến sĩ cảm tử quân ôm bom Ba Càng, đã trở thành biểu tượng người dân thủ đô. Bom Ba Càng được chế tạo hết sức đơn giản, gây áp lực cháy nổ lớn, rất hiệu quả trong tiêu diệt xe tăng của địch, nhưng đồng thời cũng tạo sức ép dội ngược lại phía sau, nên người dùng bom Ba Càng xác định là hy sinh. Thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, và thậm chí là còn có khẩu hiệu là thà hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ thủ đô, thì tôi hưởng ứng, tôi sẵn sàng. Vì biết rằng hy sinh đến giọt máu cuối cùng, tức là quyết tử để tổ quốc quyết sinh, thì là có thể là mình phải hy sinh, cũng sẵn sàng thôi. Đáp lại lời hịch non sông, một thế hệ cảm tử quân đã quyết tử để tổ quốc quyết sinh, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Lời kết trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta đã thành hiện thực. Thực tế lịch sử đã chứng minh, phần thắng luôn thuộc về chân lý sáng ngời của một dân tộc yêu tự do, yêu hòa bình. Những ống tre thường được sử dụng trong xây dựng tại Hồng Kông, nhưng hầu như chúng chỉ được dùng một lần rồi bỏ. Hàng năm, có tới hàng triệu ống tre bị bỏ đi như vậy. Các nhà thiết kế tại Hồng Kông có ý tưởng tận dụng chính vật liệu thân thiện với môi trường này trong chế tác trang phục và các vật dụng hàng ngày. Những thân tre có đặc điểm mềm dẻo và bền chắc đã được sử dụng làm vật liệu xây dựng từ hàng nghìn năm nay ở Trung Quốc. Thế nhưng, hầu hết các thân tre chỉ được dùng một lần rồi bỏ. Mỗi năm, tại Hồng Kông có tới 5 triệu thân tre bị bỏ đi. Hàng năm có hàng triệu ống tre bị bỏ đi tại Hồng Kông, và nếu chúng ta tái sử dụng được nguồn nguyên liệu đó, sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lớn và còn giúp bảo vệ môi trường với nguyên liệu thân thiện với thiên nhiên. Và tại Hồng Kông, công tác tái chế đã được bắt đầu. Trong năm vừa qua, đã có hơn 50 tấn tre qua sử dụng được tái chế tại Hồng Kông. Đây là một xưởng chế tạo tấm lót giày từ thân tre đã qua sử dụng. Chúng tôi tái chế tre, sử dụng trong chế tạo tấm lót giày hay biến chúng thành nguyên liệu dệt tạo ra những chiếc áo thời trang. Tre là vật liệu rất sẵn có ở Hồng Kông. Nó mềm dẻo như gỗ, chắc chắn như thép. Và tre đang được sử dụng làm vật liệu sáng tạo kiến trúc được ưa chuộng bởi nhiều nhà thiết kế. Trường Đại học Hồng Kông, Trung Quốc đã nghiên cứu ra nhiều bản thiết kế tận dụng khả năng uốn dẻo của tre để tạo hình những công trình xây dựng nghệ thuật. Tre đang trở thành vật liệu thân thiện với thiên nhiên và phổ biến tại nhiều quốc gia. Và tại Hồng Kông, những cửa hàng thời trang như thế này đã không còn quá xa lạ. Từ quần áo, kính mát đến những vật dụng trang trí nội thất, tất cả đều được chế tạo từ tre. Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đang đổ về các tỉnh miền Bắc Trung Quốc để thưởng ngoạn khung cảnh xứ sở tuyết cổ tích. Nền nhiệt hạ sâu đã tạo nên những cảnh đẹp hùng vĩ hiếm có từ trước tới nay. Các tỉnh Giang Tây, An Huy, Giang Tô hay Hà Nam của Trung Quốc đang ngập trong tuyết.
Thế nhưng với những người thích du lịch trải nghiệm thì đây lại là một cơ hội hiếm có. Các tán cây dợp hoa tuyết, đồi núi và mọi con đường đều phủ lớp áo trắng bông xốp. Ai cũng muốn lưu lại cho mình những bức ảnh độc đáo với tuyết trong khung cảnh thiên nhiên đẹp như chốn Bồng Lai tiên cảnh này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.